Mời mọi người nha. Ok mọi người, hôm nay là cuối tháng anh em ạ. Và như thường lệ thì mình tập trung tất cả những anh em trong công ty, bao gồm cả những em bên học viên để ăn uống liên hoan mọi người ạ. Bây giờ nó bắt đầu triển khai mọi người nhá. Đây, đây là thực đơn hôm nay. Đơn hôm nay anh em ạ. Em xem bên này quay này. Thực đơn hôm nay thì có tất cả các loại động vật từ trên bờ từ trên bờ xuống đáy biển anh em ạ. Đây mọi người, đây là ếch này, ếch này, đây là ghẹ này. Ủa ôi lạ nhỉ. Đây là ếch rang muối à, đúng không? Đây là đầu mẹ mang sang à? Sao mẹ có biết về lẩu ếch không mà mẹ lại mang cái này sang? Ngẫu nhiên à? Đây là ba con tôm tôm hùm đúng không? Đấy. Bên kia là ngao đúng không? Ngao này, mực này, đấy cả ghẹ này. Đấy. Đây là gà mẹ mang sang à? Gà xào gì đây? Đấy là gà xào mọ su su. Đấy. Với lại gà da muối, với lại sách bò đen đen ấy. Đấy, sách bò đấy. Ok, không mọi người triển khai thôi nhỉ? Ăn uống thôi, triển khai thôi. Ok mọi người, và sau đây mình với cả Nâu sẽ cùng mukbang con tôm này nhá. Mukbang. Đây em đây. Đấy. Lâu rồi đang hoạt động cùng mình về vấn đề trên TikTok. Đây. Anh hơi đau tay em ạ. Ui. Wow. Này em chấm lại đi. Đây chấm trước đây. Đấy. Mời mọi người nhá. Nếu mà đây có đặt tên về nhân gian thì mình sẽ gọi đây là mỹ vị nhân gian. Béo quá. Siêu ngậy. Mình đang giảm cân nhưng mà hình như người ta bảo hải sản là không không tăng cân. Rất béo. Thì dầu ngon không em? Ngậy về. Ngậy tuyệt đối. Ủa. Thưa Mia thu phù anh em ạ. Đây Trinh vợ mình vừa mới đi công tác về. Mình có để phần cho một con tôm này anh em. Đấy. Không quên phần vợ. Đây. Vợ chấm cái gì? Chấm này hay này. Ngon không? Như tín luôn đấy. Cái này. Ít thôi, ít. Uy tín luôn mọi người nhá, uy tín luôn. Ok mọi người, trong thời gian mà mọi người đang ăn ở kia đấy thì là ở đây sư má mình đang điều chế thêm món tiết canh. Tiết canh gì đấy mẹ? Tiết canh ngan. Tiết canh ngan đấy anh em ạ. Đang điều chế 1 2 3 4 5 6 7 7 bát. Bao giờ xong mẹ? Đây xong rồi. Nhưng nó đã đông đâu? Nhưng mà chuẩn bị đông đấy. Sẽ mất chân. Món này mình rất là thích ăn anh em ạ. Nó chỉ mất chân. Em qua gần vào đây đi, qua gần vào đây. Tiết canh, tiết canh ẩm thực Quyên Saki nhá. TikTok ẩm thực Quyên Saki. Mày cho thêm gì nữa không? Tí nữa nó đông rồi thì cho gan và cho ăn với lạc với lại rau sống thôi. Ok. Hello mọi người, mình là Khải và mình đến từ Nghệ An. Vùng đất người ta gọi là Địa Linh Liên Kiệt. Địa Linh Liên Kiệt đấy. À nhầm. Địa Linh Sinh Nhân Kiệt. À Địa Linh Sinh Nhân Kiệt. Okay. Đấy. Ok, tiếp theo. Hello mọi người, mình đến từ Phú Thọ. Mình tên là Nguyễn Trung Kiên ạ. Về em. Hello mọi người, mình là Quang, mình đến từ Hà Đông ạ. Hà Nội. Tiếp theo em ơi. Hello mọi người, mình tên Trà, Nguyễn Trung Trà. Mình đến từ Hà Tĩnh. Em. Hello, xin chào mọi người, mình tên Đức, mình đến từ Quảng Ninh. Hello mọi người, mình tên là Huy, mình đến từ Bắc Giang, nơi lạnh nhất.
Việt Nam. Hello mọi người, mình là Đức, mình đến từ 18 Nam Định. Thấy không? Mình là Dương Dô nha, mình cũng đến từ Nghệ An. Thấy không? Hello mọi người, mình là Hiệp đến từ Thanh Hoa, Hà Nội nha mọi người. Em ơi em vào cam ơi em. Hello mọi người, mình là Duy, mình đến từ 36 nha. Thấy không? Mình tên Phú, mình đến từ Trương Minh, Hà Nội nha. Chị Chiến Văn Linh.